Tay. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, họ tên đầy đủ của em là Lương Đặng Nam. Quê quán của em là Mê Linh, Tráng Việt, Hà Nội. Em đang sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang lập nghiệp và sinh sống ở Đắk Lắk ạ. À, Đắk Lắk hả? Dạ, dạ. Em làm về cái gì? Dạ, em làm bên mảng xây dựng anh ạ. Xây dựng, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 41 tuổi. 41, thôi, mời nhà gái. Mình giới thiệu bản thân đi cưng. Dạ, em chào chương trình và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hồng Liên, em sinh năm 1980. Hiện tại em đang làm ở công ty tour ở khu xuất Tân Thuận. Em nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy em nói luôn về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch, chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì đó là thời gian em đi hẹn lại hẹn bạn bè có thể đi lại trễ. Giờ ghi khuyên mẹ. Dạ. Anh trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ, ưu điểm của em là hơi vội vàng ạ. Vàng, à, quên. Ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ. Và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4 rưỡi ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Ôi trời, trời ơi. Đã được rồi. Dạ, dạ. Khí công như xíu té. Khí công này tốt lắm á. Nếu mà quen. Tập khí công tốt mà. Đúng em rồi. Tập khí công em cảm tưởng rất là chi là khỏe. Thì chưa, hai vợ chồng về sáng tập khí công là khỏe. Dạ. Đang nói về ưu khuyết điểm đúng, rồi, đúng không? Điểm đó. Ưu điểm còn khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm là em hơi vội vàng một xíu ạ. Làm vội vàng à, nó khuyết điểm trước phải không? Nhưng mà có những lúc em cũng rất chi là trầm tĩnh và có những lúc trong cuộc sống em rất chi là cẩn thận ạ. Tùy theo lúc vội vàng. À đúng rồi. Rồi, rồi mình, em nói mình có mấy mối tình đi. Em có mấy mối tình được kìa. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. À. Dạ em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Cháu ở với mẹ. Dạ em nuôi từ lúc mẹ ba. Cháu đi nước ngoài là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Vâng. Là coi như là mẹ cháu là ở nước ngoài rồi. Vâng ạ, bọn em đã thôi nhau rồi ạ. Em mong mỏi là cái người vợ của em sẽ như thế nào đi qua đây. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Tính cách trên gần dưới mới cả, nói chung là vui vẻ hòa đồng là được ạ, đơn giản thôi ạ. Cái điều gì em sợ nhất ở người phụ nữ? Em sợ là hay kiểu nó có tính cảm ràm ấy. Cảm ràm. Chuyện đó ai cũng vậy em ơi, khỏi sợ. Dạ. Sợ nó cũng tới à. Dạ. Ông nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Dạ. Cũng bạn thân với chị Hồng Vân đây. Rồi sao? À, để tôi có đi nói không? Với nhà trai. Có gì phiền chỉ làm khi tập khí công rồi đó. Cho nó khỏe ha. Dạ. Nha, nhớ tập cho hai ngày này giùm anh dạ. Cái nha. Nếu mà chưa học khí công thì về em sẽ dạy ạ. À? Nói thôi chứ à. Em có mấy mối tình này nè, nói cho ông nghe. Dạ. Em thì mối tình thì không có, mà như là xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, ra rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Sao không nói ra? Lo đi học không à. Trời ơi. Thôi cái không có nói. Rồi từ đó giờ không có nói luôn hả? Rồi không có nói luôn. Trời đất ơi. Như vậy là chưa có mối tình nào hết trơn luôn hả? À, thì đến thời lớn rồi đi làm á thì cũng có biết một bạn nhưng mà cũng nói chuyện qua lại thôi, thấy không có hợp thôi không nói chuyện nữa, là đến đến giờ luôn. Bây giờ là chúng ta đi tìm một mối tình mới nha. Cái mong muốn của em, mong muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Mong muốn người yêu lý tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Này chắc không mà tròn lắm mà. Nhưng mà em á, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục á, cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống có chục ký rồi đó. Phải không nhịn ăn chứ đâu phải không tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tụt huyết.
Trời ơi, ông mà tập thể dục đi, tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kiêng, ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau không? Dạ. 3 tháng nay rồi đó. Mà chị thì chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Cho nên là anh nói em nghe nè. Dạ. Em gương mặt em xinh đó. Dạ. Về mình giảm cân chừng em mà giảm chừng khoảng độ 7kg đến 10kg là em rất là xinh. Ngon, được, là ngon luôn. Ngon hơn chị Hồng Vân. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích á là ví dụ đi nhậu về mà hay lải nhải á, rồi hay kêu làm này làm nọ, đi ra đường thì mặc đồ nó không có được chỉnh tề lắm, nó lộn thộm quá. Rồi, nói chuyện thì hay chửi thề, không có khác. Chửi thề không? Em không ạ. Em thì hiền lắm ạ. Có lải nhải không? Em không lải nhải, em nói rất chi là điềm đạm ạ. Nhưng mà giờ chắc cũng dám lải nhải bên đây đâu. Rất chi là tâm lý ạ. Bây giờ cho gặp mặt người thân á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn đồng nghiệp của em. Thôi mời đại diện nhà gái có ý kiến nào? Dạ em tên là Hạnh. Em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân ạ. Chào với các bạn nam nữ, chào khán giả trường quay ạ. Em bạn chung với Liên cũng gần 20 năm ạ. 20 năm luôn. Dạ. Bạn thân rồi nha. Dạ. Liên thì đặc biệt là nấu ăn, trang trí món ăn rất là đẹp, nấu ăn rất là ngon, chăm lo cho gia đình nữa. Em cũng mong là hai bạn cho nhau cơ hội như làm quen với một người bạn. Đó, ngon, ngon, ngon được rồi. Chứ nó không ngon, em yên tâm. Rồi bên đây cũng sẽ phấn đấu, cũng bự bự lên chút. Dạ. Rồi bển đi với ai vậy em? Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai của em là anh Phước. Rồi, mời. Em và anh trai đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi chúc sức khỏe tới hai anh chị MC và cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn em. Nam nhà em là có đặc điểm là cũng hiền, lành, chịu khó làm ăn. Thế cũng mong rằng hôm nay hai bạn gặp nhau thì anh thấy bạn gái bên này rất là khỏe mạnh, thế là cũng hiền. Cũng mong hai bạn cho nhau cơ hội để tiến tới đi tiếp trong con đường sắp tới. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mở rào hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nấu ăn giỏi nè, trồng cây giỏi nè. Ôi, Lan là chị khoái Lan lắm mà chị. Em à, lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng tặng cho anh. Anh xin nha. Đây là Lan, tự tay em trồng. Mong là anh chăm sóc nó cũng tốt tươi giống như em như vậy. Rồi, em ơi, đây là cái ngôi nhà ấy. Anh tặng cho em ngôi nhà này, ý nghĩa là chưa lắp ráp, ý là anh muốn hai đứa mình lắp ráp ngôi nhà này. Ráp còn đây này. Em mở ra đi nè, đây là món quà thứ hai anh tặng cho em. Đây là một chiếc khăn ạ. Mỗi khi trời lạnh thì em sẽ quàng chiếc khăn này vào. Dạ. Em cảm ơn anh. Đó, quàng vô. Coi khăn vô thì hợp lý ra. Em cũng ở Tân Thuận Đông à? Không, em ở bên Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Nhà em có mấy chị em anh em? Em thì có 5 anh chị em. Em thì là ở giữa. Nhà anh mấy chị em? Nhà anh cũng được 7 anh chị em. Đông à? Anh là trai út. Chung hết sao? Anh là trai út. Anh thì nói chung là anh cũng cuộc sống tự lập rồi từ lúc năm anh 18 tuổi. Anh thì nói chung là một người thì cũng sống có tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thực sự thì anh cũng có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ấy. Thì em có nghĩ gì về cái quan điểm mà gọi là anh đã có đứa con ấy. Cháu bé nhà anh thì cũng mong muốn là có một người mẹ cũng giống như một người cô ấy. Thì rất chi là vui ạ. Tại vì trong cuộc sống nó có gia đình thì nó sẽ ấm cúng hơn ạ. Và mình thiếu sót thì mình có thể bổ sung cho nhau được. Rồi. Còn đối với anh thì cao đẹp hay to béo không quan trọng, chủ yếu là con người đối xử với nhau thôi. Đấy. Em thì ở nhà thì bé thì người gia đình thì cũng như anh ở tử này phải có gia đình rồi. Chứ nít thì nhà em cũng có, cũng vui vẻ, mấy đứa cháu thì em cũng thích chơi. Thôi đến với chương trình thì anh mong rằng là em sẽ cho anh một cơ hội. Thì cho anh được nắm đôi bàn tay của em. Anh xin gửi em đứng dậy đi, anh hát cho em nghe bài. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Nhớ từng nụ cười đong đưa, nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa. Hẹn hò nhau tình quê hai đứa,
mùi mà non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương, nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cậu chê lắc léo, tháng ngày tuổi đời trôi theo, nếu trên nhau bàn thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Tình mình đôi ta cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Em xin hết ạ. Hay quá. Bây giờ nè, bây giờ em tổ em tập khí công cho cổ coi cái đi, để cho thấy mình khỏe mạnh đó, nào. À, nãy anh nghe nói mình, thấy thì anh được. Có mấy bài khí công. Ví dụ như là đây ạ. Đây là bài 1 ạ. Bài 2 ạ. Bước lên một bước. Đừng làm mất mặt té như nãy nha. Không có đâu anh. Hít vào sâu ạ. Thì anh kia sau khi anh gặp ý không, em cảm thấy người rất khỏe mạnh. Mai mốt về chỉ cho em gái. Dạ, dạ. Rồi nói nghe nè, mình không lẽ mình thua mình phải hát. Chưa. Đối lợi. Dạ. Đứng chơi nó dựng lòng tay coi. Để cho anh bên đây ta hát tài, đi. Đúng rồi. Thì... hát thì em chỉ hát được nhớ khúc nào hát khúc đó thôi. Rồi em cứ hát đi ạ. Ô sáng hôm nay trên quê hương ta, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, quê hương xinh xinh quê hương hồ tình. Kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thai có con làng quay, soi đầy mâm cao đầy buồn. Vui thật vui với con ngày trời. Hay quá. Chưa, vẫn chưa nữa tệ, đừng có buông tay sớm đi. Bây giờ đó, em nói điều gì với cô ấy đi nào. À, cảm nhận của em như thế nào về cô gái có duyên rồi nha, cô này có duyên á. Em ạ, thì nói chung là ở cái lứa tuổi này thì mình cũng đã chín rồi. Thì có thiếu sót gì thì mình bổ sung cho nhau ấy. Thì đến với chương trình thì mong em cho anh cơ hội để sau này mình về có thể là xây dựng một cuộc sống mới ạ. Em cũng là sẽ cố gắng. Cố gắng để em nhé. Cố gắng. Trời ơi. À, bây giờ anh hỏi em gái nè, thí dụ giờ bên nhà trai muốn rước dâu về Đắk Lắk ở được không? Đắk Lắk rồi mình ở có đất riêng, nhà riêng. Dạ, em có đất rồi, em đổ vật liệu rồi, nhưng mà em đi làm cho người ta nên chưa kịp xây cho mình ạ. Tức là có đất rồi, đổ vật liệu rồi mà chưa xây đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ rước dâu về xây nhà riêng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ, chỗ em ở thì cũng gần ủy ban rồi là gần trường học ạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Ea Súp ạ. Ea Súp. Dạ. Bên đàn gái có chịu rước dâu về Đắk Lắk không? Rước dâu về Đắk Lắk thì em về đó chắc em bị giống người Đắk Lắk luôn á. Là sao? Tướng em giống Sĩ Black mà hát được bài Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời đấy. Anh nghĩ. Bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Nếu rung động chúng ta bấm nút nha. Còn nếu chưa rung động không cần bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Nào. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, hay quá luôn kìa đấy. Hai cái tiếng. Rồi, Đắk Lắk luôn. Rồi, ơi đó. Về Đắk Lắk. Thấy yêu anh thì đó, em hát bài yêu anh gì Buôn Ma Thuột đây. Dạ em xin hát bài Nắm Tay Của Ấy. Nếu yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây, gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về Ban Mê Thuật. Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuật. Cảm ơn vui nha. Vui đó. Húng lúc đi. Em ok.